Hello anh em, chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm clip săn skin Tiểu dân quý công tử. liên kết tăng học. Tiểu dân quý công tử bị lắc rồi. Mình sẽ quay 10 lượt quay kho báu để coi nó có ra không. Chứ clip trước là mình quay hết 100 mấy. Lần đầu mà chưa ra, giờ mình sẽ quay từ cái để trải nghiệm. Mình không tin là nó không ra luôn á. Cho mảnh đồng phục nữa. Ba cái đó mình quá trời nhiều rồi, không cần lấy nổ này, chắc auto mặc định rồi các bạn ơi. Biết nói là tại sao. Để skin đi mà, mình cứ chờ skin thôi. Trời ơi, cay hả các bạn, quá cay luôn. Mình quay như thế thì đành chịu thôi, cứ ra như vậy không mà mình biết biết làm sao hả các bạn. Da vàng nữa. Hên vải đái thiệt chứ. Còn hai lượt quay nữa. Ơi, đã bảo là không có cho mảnh trang phục rồi, mảnh trang phục mảnh thiên rồi, cho anh chị không biết đã, mình không cần. Ơi, lần cuối không có, mình mua hộp rương được dễ giấy tiền sắt chơi các bạn ơi. Với bùa miễn phí, mình thề là cái skin đó là nó không ra luôn, trốn luôn. Xếp quy đổi đổi quy hiệu Kahi giáo chủ nè, skin đẹp nè các bạn, Yeboh công nghệ nè, sơ thần tiên nè, Yata mát nè, nhất tre nè. Wow, chiếc này ngon các bạn ơi. Bebo công nghệ nè, mình chưa có Bebo công nghệ luôn. Cái này mình lấy cái cô giáo chủ với Bebo công nghệ mới được. Thấy hai skin được đó chứ, thấy là đẹp đó, thấy là đẹp đó. Đổi quý hiệu thôi. Sẽ đổi quý hiệu để mình kiếm lại cái skin nhỏ nhỏ thôi các bạn. Không ước mơ cao, chỉ ước có một cái xì kiếm nhỏ. Không. Cứ một cái hiệu. Giờ mình sẽ mua một cái hộp vật phẩm rương mỹ nhân đương ngẫu nhiên. Đương như bùa. Dừng giả bùa tuyệt sắc 49 giờ mình ba hai cái, mình sẽ mua một cái này với mua cái ngẫu nhiên.
tại mình được 5 cái rồi, giờ mình sẽ vào túi đồ mình mở. Túi hồi nãy đâu? Rung không viền. Đây rương mỹ nhân này. Là gì? Hên quá. Đã được nào cũng có hiệu. Trương về bộ đá. Nãy mọc màu cái rương nữa. Dương nãy nó mất tiêu rồi. Hai giác cuộn tuyệt sắc. Quá trời rương. Đây nè. Rương hợp skin cũng như nè. Ui ý. Chà. Khá là đen các bạn ơi. Được 23 rồi. Giờ mình vô mình vẽ. Vẽ tuyệt sắc nữa. Còn hai cái mà ngại gì không chơi. Cái nữa. Ra cái gì? Wow, được 10 cái rồi. Hên quá. Cũng không à. Được 36 cái rồi ha các bạn. Wow. Cái này mình sẽ lấy skin thôi. Video của mình đến đây là hết rồi. Bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên like và ấn chuông thông nhận thông báo mới nhất để mình làm video mới nhất cho các bạn nha. Bye bye các bạn, chúc các bạn vui vẻ.